Vâng, xin chào. Nay tôi sẽ quay giới thiệu các bác mấy con đầu đĩa cổ cỏ bán giá mềm mà chơi. Hai con Sony và Pioneer trên bán giá 2 triệu đồng giá mềm. Pioneer dưới 6070 bán giá 3 triệu. Tất cả các con đầu này đều chạy ngon. Tôi đã test đĩa. Con trên cùng là CD570 2 triệu đồng. Đang chạy đĩa. Tôi đang cặp tín hiệu vào con đầu trên cùng. Con đầu tiếp theo là 5010 của Pioneer. Con này thì nó hiện tên bài hát thôi. À, số bài hát thôi, đang chạy bài số 1. Bán ra 2 triệu. Tiếp theo là mẫu Pioneer 6070. Này bán giá 3 triệu đồng. Đĩa cũng đang đọc. Đầu đĩa cỏ thì cửa hàng tôi cũng có khoảng gần 20 con, nhưng tôi không ít khi tôi đăng lên đầu đĩa cỏ. Còn dưới cùng là một con đầu Onkyo, tôi cũng đã có video riêng, có HDMI, chạy đĩa CD, DVD, bán giá 5 triệu đồng. Tất cả đầu này đều chạy điện 100. Tôi sẽ quay qua mặt sau. Cổng AV ra thôi. Đây là Sony 570, sản xuất tại Nhật. Pioneer 5010. Những cái đồ này thì sản xuất tại Nhật hoặc Trung Quốc hoặc nước thứ hai ba không quan trọng, quan trọng là nó mang về đâu dùng. Bởi vì giả sử cái hãng Tech, đầu băng cối Tech ấy, hoặc Marzahn ấy, tôi nói các bác, toàn những loại đầu đắt tiền thì toàn sản xuất tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người dân Việt Nam mình có một cái đặc điểm là dùng rất nhiều đồ Trung Quốc, nhưng mà lại rất sợ người khác biết mình dùng đồ Trung Quốc hoặc mua cái gì đấy nghe nói Trung Quốc là sợ. Nhưng mình phải hiểu nó là hãng của nước nào và nó cho thị trường nào. Những cái đầu đĩa của Marzahn toàn đời đầu cao cấp, nó toàn sản xuất tại Trung Quốc rồi chứ. Nhưng nó mang về Nhật dùng ở điện 100 nó khác. Đây là con Pioneer. Con đầu dưới cùng là đầu DVD thì nó có nhiều tín hiệu cổng ăn chơi hơn, hai đường quang ra, một đường đầu trục, còn đường AV ra đây. Đầu DVD mà mang về Nhật dùng thì chất lượng nó khác hẳn những cái đầu DVD bán ở thị trường Việt Nam. Chất lượng đầu DVD Nhật thì nó là đầu đời cao nên chất lượng âm thanh cực hay luôn, hay hơn cả CD. Lấy bài này, tôi đang để cao quá, có khi nó rung. Chung là đầu thì tôi bán ra tôi đều bảo hành các sản phẩm. Xin nhắc lại hai con trên 2 triệu đồng. Sony 570, Pioneer 5010, Pioneer 6070 3 triệu. Onkyo 504 5 triệu đồng. Xin chào, hẹn gặp lại. Khách hàng ở xa có thể đặt cọc 1 triệu tôi gửi hàng đi qua Viettel. Phí vận chuyển người mua phải chịu. Xin chào. Hoặc có thể đến tận nơi. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria. Xin chào, hẹn gặp lại.